thế này, đưa chân lên này, đưa chân lên, nhớ cho em là khi chúng ta đưa đùi lên nha, đưa tại cái điểm nào thì chúng ta nhắm tại cái điểm đó. Đây chúng ta đang đứng tại đây thì khi chúng ta đưa lên, chúng ta sẽ nhắm tại cái điểm này. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta khi chúng ta đưa đùi lên này, mũi chân đây cái phần này, mũi chân hướng xuống dưới, nhắm xuống và trượt nhé. Tiếp đất bằng mũi chân trước, sau đó mới đến bàn chân. Nhìn quan sát nha, đưa lên này, mũi chân này, khi hạ xuống này, cắm mũi chân xuống, trượt đúng không ạ, nhắm xuống, đổi trọng tâm sang bên chân này, trượt chân sau đó. Về trong tư thế này, lúc này thì chúng ta mới là nhắm xuống cả bàn chân. Thế còn khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta đưa xuống là chúng ta sẽ tiếp đất bằng mũi chân trước, sau đó trượt mới tiếp đất bằng cả bàn chân các chị. Dạ, khi mà đưa lên này, đưa đùi đằng sau lên này, đưa lên trước, vẫn trong tư thế đó, nhặt xuống và trượt. Nào, lên, trượt, lên, trượt. Mọi người nhớ cho em là tại vì sao mà khi mọi người quan sát khi em nhảy nó có một cái độ bật lên như vậy này, mà tại sao em hướng dẫn mọi người không có? Không có là bởi vì là khi mà em hướng dẫn mọi người thêm cái bước đó nữa thì mọi người thường mọi người nhảy lên. Thế cho nên là mọi người chỉ cần đưa đùi lên, hạ xuống và trượt. Sau này mọi người nhảy vào mũi chân nó sẽ tạo ra được cái phần đó nhé. Còn nếu như đối với những người nào mà chúng ta tập được ngay từ đầu á thì chúng ta cũng có thể tập theo cái cách là trượt xuống này, rút chân lên, nhảy lên một nhịp, trượt xuống, nhảy lên một nhịp để rút chân về. Đó, thế nhưng cái cách này thì em cũng đã thử rồi nhưng khá là khó đối với những người mới. Thì chúng ta đối với những người mới chúng ta chỉ cần đưa đùi lên, trượt, đưa đùi lên, trượt. Còn về phần tay chúng ta vẫn kết hợp với tay nhé. Ví dụ tay phải và chân trái, ví dụ như này, chân phải tay trái, khi chúng ta nhớ là chúng ta đưa chân lên, trượt, đưa lên, trượt. Cái cách tay chúng ta kết hợp đó là đưa qua người, trượt, đó, đưa qua người và đưa lên nha. Chúng ta không nắm đấm như vậy mà cũng không đưa cái tay lên, không đưa tay lên vậy nhá, đó. Chúng ta nhớ là chúng ta đưa qua người chúng ta và hạ xuống, đưa qua người hạ xuống, nhớ cho em cái này nhá. Tiếp đó là khi mà chúng ta ai mà đã nhảy quen rồi á thì chúng ta sẽ nhảy một nửa bàn chân nha các chị. Ví dụ trong tư thế này, tức là khi mà vào nhà mà chúng ta hoàn toàn ở trong tư thế là gót chân nhấc khỏi mặt sàn. Được chưa? Đây, quan sát này. 1 2 3 4